Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay bọn em xin phép lên một đôi chính Mỹ diều nhựa nhá, của đại gia sông Cấm này, người vận chuyển anh Lợi đấy. Siêu phẩm 2,5 m chính Mỹ, vải zip nhá, đẹp căng. Áo và khung là Nguyễn Anh Tuấn nhá, cõng bộ hoa quài anh, hoa đàn. D bao nhiêu anh? D38 anh em nhá. Đường kim mũi chỉ rất nét đấy, buộc đốt chặn đốt chiếc rất ngon. Cả con xoắn rất nét luôn. Con cá là khung gôn nhá anh em nhá. Hoa đàn cuốn chỉ sơn PU. Bộ này của ai ấy anh? Bộ chú Hải. Bộ này lâu chưa anh? 15 năm tuổi ạ. 15 năm tuổi đấy á. Đúng rồi, chỉ này chỉ đời cổ lắm rồi. Rồi, lên thôi anh em ơi. Đợi em tí nha. Còn rất đẹp. Ok. Con này tí xuống nghịch luôn đấy. Hơi lùn à. Khả năng là kéo xuống chỉnh đi nhỉ anh nhỉ, cho nó luồn hẳn đi. Chỉnh mạnh ấy, gãy thôi. Ừ. Kéo chỉnh đi cho nó ngọt lịm luôn đi. Chỉnh lại anh em nhá, hơi lùn một tí. Leo leo hả? Lùn leo.
lùn lèo hơi nghịch anh em ạ. Dình. Đúng bụi lau anh em ạ. Ở bãi này nó có bụi lau cao trên 2 mét nên là rất an toàn. Gió dưới thì to. Lùn nèo chính nghĩa thì biết rồi đấy. Anh em đợi trong giây lát thôi nha, để đâm lại siêu phẩm cho nó ngọt lịm luôn. Không cần đâu anh ạ, gió bé này không cần đâu. Kể cả có vấn đề gì mình còn chỉnh luôn, hiểu chưa? Kéo thấp xuống mình chỉnh luôn. Đại bí để lên lại anh em nhá. Đúng là ánh nắng mặt trời nên là nó hơi bị chói một chút anh em thông cảm. Lên lại lần hai anh em nhá. Bữa lùn lèo quá. Ngon ngay. Quá mặn nhãn luôn. Nghịch luôn ấy. Siêu cứng. Đây là thiệp quan chức hoặc là thằng gì đó kéo rồi nhưng mình chịu. Đúng rồi. Cứng thì nó bốc diều nhưng mà nó xuống khó thôi. Ngon thế nhỉ. Đã hoàn thành một em nhá anh em nhá. Nghịch luôn. Tiếp theo sẽ lại là một em song sinh nhá, của anh Dũng Ngọc, câu lạc bộ diều giáo sông Cấm. Con vừa rồi là con của anh Lợi, nuôi vận chuyển, cũng là thành viên ở trong câu lạc bộ sông Cấm anh em nhá. Là một đôi, đặt Nguyễn Anh Tuấn một đôi chính mình, 2,5 mét, phun nhựa. Hôm nay sẽ cong bụng còi D40. Sáo của ai thì mình không rõ. Sáu quả diều thì cũng đi xì phỏng như em vừa rồi thôi, khác mỗi cái là giữa là cam thôi. Mày đúng như phong tục của chính Mỹ luôn, rất đẹp anh em nhìn thấy gió rất to. Đẹp căng tì vết nha anh em nhé, không tì vết luôn.
anh em đặt thì liên hệ Nguyễn Anh Tuấn nha. Anh em để ý ở cái phần đề xuất của tên ấy, tên của clip ấy, thì ở phần góc gần giữa bên phải check lên bên trên một tí có cái tam giác nhỏ, anh em ấn vào đấy sẽ có thông tin của các nghệ nhân hết, từ nghệ nhân làm diều đại trà, làm diều cánh cốc hay làm diều carbon nhá, có hết từ địa chỉ Facebook hay số điện thoại. Ở mé bên tay phải góc màn hình, bên trên góc màn hình một chút có hình tam giác nhỏ ấy, ở phần chữ ấy. Rồi, chuẩn bị lên thôi anh em nhá. Rất đẹp. Rất nét. Ok anh em bay thôi. Rồi hôm nay chú Phạm Hùng sẽ là người cầm dây nhá anh em nhá. Đấy. Cầm chờ tí thôi. Chào. Đấy, nghệ nhân Phạm Hùng sẽ cầm con chính Mỹ 2,5 m này nhá. Rồi, siêu phẩm thứ hai của chúng ta lên nhá. Hơi khuất nắng một chút anh em hết sức thông cảm. Đúng hướng mặt trời luôn. Đèo đầu tiên. Hiếm khi lèo thứ hai lắm. Đi rồi. Đi rồi. Lên lại lần hai anh em nhá. Vừa chưa kéo cong giá lên chào quá. Giờ chắc ngon rồi. Nay được ngày gió đẹp quá. Sáo kêu ở Mỹ. Sáo kêu như nhặng trên đầu. Xin lỗi anh em là hai khung thì là của Nguyễn Anh Tuấn nhá. Còn hai con áo này là của Vũ Anh Nam may. Không phải là Nguyễn Anh Tuấn. Lít có kêu hai em này nghịch quá. Nghịch ngày sáo kêu mới sướng. Tiếp theo sẽ đến siêu phẩm của nghệ nhân Alibaba nhá. Siêu phẩm 1,5 m đại trà lắp ghép nhá. Đợi anh tí. Anh xuống thấp cái phần này để đỡ gió. Em tiến lui ra đây một tí đi. Phần 1,5 m anh em nhá. Cầm 4.
test leo đầu đây. Con này có khách chưa nhở, nghệ nhân nhở? Có khách rồi à? Ôi buồn quá, nghèo quá. Con này có khách à? Làm đại trà lắp ghép rất hay, cứ một phát là lên ngay. Chuẩn bị lên anh em nhá. Leo đầu tiên đây. Ngon ngay. Nguyên nhân Cúc Toàn thể hiện kéo con 2,5 m chính Mỹ đỏ đầu tiên nha anh em nhá. Kéo 50 cân nhá. Làm kéo này. Linh à, làm kéo không? Hả? Ủa, gió dưới to lắm anh em ạ. Thằng Đinh rồi. Sáo vừa mắc vào dây xoay hết anh em nhé. Dinh. Thế là tiến bộ rồi, thế là khá rồi. Kéo tiếp con thứ hai anh em nhá. Lẫn màu trời quá. Tối rồi. Khuất sáng quá anh em ạ. Đấy, đúng màu trời luôn đấy, càng khó nhìn.